Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh Minh Vũ Audio. Các bác thân mến, hãy nhấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất được cập nhật hàng ngày. Hôm nay thì em có về được một lô vàng EIM, dòng vàng nói là cái chất âm hay nhất trong các cái dòng vàng cơ cũng như vàng cơ lai số. Thương hiệu EIM thì mọi người cũng biết đến nó từ cách đây mấy năm rồi. Những bác đã sử dụng những dòng vàng EIM này thì các bác sẽ biết được là chất âm nó khác hoàn toàn so với những cái dòng vang cơ thông thường, kể cả những cái dòng vang cơ hiện tại hàng mới người ta bây giờ đang bán, nắm lại bán 2-3 triệu, hơn 3 triệu nếu để so sánh với lại cái con vang EIM này, thì nếu để cái chất âm thì còn thua xa, cũng như tiếng mic echo reverb. Như đây em có tháo sẵn ra thì tí nữa sẽ quay chi tiết cho các bác xem. Có hai mã nhé, một mã là OK 306, một mã là OK 88. Đấy. Thì đây em sẽ quay cái con vang OK 88. Hai cái mã này nó cũng như nhau thôi. Đây. Linh kiện của nó này, các bạn. Nhìn linh kiện là đã biết là con vang nó chất rồi. Phải nói là nó quá đẹp. Nói thấy chưa? Hàng nội địa của Trung Quốc sản xuất. Quá đẹp. Toàn bộ linh kiện trở vì IC là IC lân tiếng, rồi IC tiếng rất là cao nhé, 5532 nhé. Đấy. Ngoài cái phần e-quay ở mặt đằng trước này ra, đây này các bác này, e-quay của nhạc, e-quay của mic, thì cái phần e-quay của nhạc này thì các bác có thể chỉnh bằng tô vít hai cạnh, chỉnh nhanh. Còn ở trong cái phần số của nó thì nó có cả phần tăng giảm bass check của nhạc, nó rất hay cái thứ đấy. Con này bị quay rất là nhiều. Còn đây là mặt đằng sau của nó đây. Mặt đằng sau thì đây đường BMG và đường AUX, đường đường REC này thì các bác có thể kết nối âm đi này. Còn đây toàn bộ đằng sau của nó tích hợp luôn cả cái phần vỉ e-quay cho mic nữa này này, các bác thấy chưa? Đấy. Sao con này nó lại hiện đại đấy như vậy? Các bác nhìn chưa? Mic e-quay này nó vừa chỉnh ở đằng trước, nó còn vừa chỉnh ở đằng sau nữa. Thế nên khi những bác sử dụng mua những cái dòng vang như thế này thì không cần phải mua thêm e-quay làm cái gì nữa. Tại vì bên trong này nó có tích hợp e-quay rồi các bạn. Khi mình chỉnh đến đâu mình cảm nhận được luôn đến đấy. Cái tiếng mic nó cái con này tiếng mic nó rất là hay, kể cả tiếng nhạc chỉnh đâu cảm nhận bass chung check nó cái nào nó ra cái đấy, nó không kiểu là aloso. Nên sử dụng những cái dòng vang như thế này thì các bác cũng tinh chỉnh như kiểu là cái con e-quay nó có nhiều cần đấy. Đấy, mình tăng hạ những cái đoạn nào, giải tần bao nhiêu. Đây. Low lớt đây này, low cut là low lớt này, bass này, gain này. Mục e-quay này. Từ 50-9k này. Gain mục e-quay từ 2k đến 9k này. Đấy, check. Đấy, hay lắm, con này sử dụng sướng lắm. Anh em nào đã sử dụng cái dòng vang này rồi thì sẽ biết là cái chất lượng nó như nào. Không chê cái điểm gì cả. Linh kiện này dày gì zip vào. Đấy, tầng trên tầng dưới dày đặc. Đó, thì con vàng nó quá chất, quá đẹp. Những cái dòng vàng này ngày trước em cũng đã làm rồi. Và ngày trước thì cái giá thành nó cao hơn rất là nhiều. Ngày trước giá thành của nó là 2,4 triệu các bạn. Nhưng bây giờ giá nó rẻ hơn. Bây giờ hiện tại mẫu vàng này em đang bán mức giá là 2,2 triệu. Anh em nào chuyển khoản bao ship các bác nhé, anh em nào chuyển khoản bao ship giá 2,2 triệu, rất đẹp. Số lượng thì em có mấy chục con thôi, vàng bãi vừa nãy về lại lên sóng luôn các bác xem. Khi mua vàng thì mọi người để ý linh kiện, nhất là những dòng vàng cơ các bác phải để ý cái phần chính, cái phần linh kiện của nó này,
Sợ chưa? Không có chỗ nào là mà dư thừa linh kiện của nó nhét dày đặc luôn. Nguyên một cái cổng cắm vào đằng sau này là toàn bộ là mỗi một cổng đều có một cái dơ le bảo vệ. Các bác có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889. Địa chỉ tại khu phố Gái, phường Cộng Hòa, Sao Đỏ, Trinh, Hải Dương. Ở clip này thì em cũng xin ngắn gọn tại đây thôi. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và gặp lại.